Đặng Kim Long. Mày khổ quá là mày của nhau. Ơi. Mẹ ơi, con đang hỏi em. Ê, ê, thằng này nó ăn như kiểu ăn con cún ý. Ơi, mẹ xin gà chị á, đúng không? Ăn lại đổi cho xinh gái như em mà. Máy bay á? Máy bay chiến đấu. Máy đâu chiến đấu ở trên đầu. Nhá. Cà ơi. Nói gì à?